bây giờ để cho một thằng nghiện đổ hết cho một thằng nghiện có giết cháu thôi mà một thằng nghiện thì nó người nhầm nó có làm sao vậy cả cái đôi đầu nó không có chung là màng óc của nó chỉ cần chơi nhẹ một ngày này một phát là đấy tại sao nó giết được cháu thôi là do công an Thái Bình và công an Hưng Hà ăn hối lộ của bọn trang để giết cháu thôi. Đây cả thành phố Thái Bình thì cháu tôi nó to béo khỏe như thế này nếu để bảy thằng nghiện không thể giết được cháu tôi được, tôi phải khẳng định như thế. Đây cả thành phố Thái Bình nhìn cháu tôi như thế này có được không? Công an Thái Bình và công an Hưng Hà ăn hối lộ của bọn chúng người mà đánh cháu tôi chết tươi, mà trong khi đó đánh cháu tôi mà trong một nhà này có chủ quán này không biết chủ thứ gì xảy ra, chủ quán tay nhiên là người nhà nhà nó, cho nên là bà làm tôi hỏi như thế nào, nếu ai bà làm xảy ra một cái gì địa vị vào các cô các bác có để xảy ra như thế này không, tôi hỏi cả thành phố Thái Bình như thế có được không? Mà tại sao này con chủ quán bán hàng mà này lo giết cháu tôi, mà này con chủ quán không biết chủ trí gì, tôi ở tất cả thành phố Thái Bình như thế có phải không? À, thì sẽ tối cho phê đây một luôn cháu tôi nó cho đeo kiểu như thế nào mà để coi như là công an Thái Bình